chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chống dịch, Hải Dương vẫn cán mốc 2 tỷ đô la Mỹ xuất nhập khẩu. Giữ gìn nghệ thuật truyền thống hát sẩm tại Hà Nam. Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tập trung chuyển đổi những diện tích khó khăn tưới tiêu nước. Lừa đảo gần 3 tỷ đồng, lãnh án 30 năm tù ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin đáng lạc quan đối với kinh tế Hải Dương, đó là 2 tháng đầu năm dù đối mặt với khó khăn từ đại dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu tại Hải Dương vẫn có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 2 kim ngạch xuất khẩu của Hải Dương đạt gần 374 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này vẫn đạt gần 1,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hải Dương đạt 987 triệu đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020. Với tổng kim ngạch hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, Hải Dương tiếp tục là một trong những địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu ở khu vực miền Bắc và cả nước. Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, nông dân vùng vải Thanh Hà của tỉnh Hải Dương vẫn tập trung chăm sóc tốt cây vải, loại cây trồng là thế mạnh chủ lực của địa phương. Đến nay, với điều kiện thời tiết thuận lợi, vải sớm Thanh Hà đang hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Gia đình ông Nguyễn Thành Công ở thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang có 25 sào vải, trong đó có 20 sào trồng tập trung theo hướng Việt Gáp. Những ngày này, vườn vải nhà ông Công đang bắt đầu rộ hoa. Một số trà vải sớm cũng đang ra hoa cái. Với thời tiết này, dự kiến mùa vải năm nay sẽ rất được mùa. Chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái phòng chống dịch của nhà nước nên nói chung là nhân dân cũng không dao động gì cả mà vẫn cứ bình tĩnh để chăm sóc vải. Xã Thanh Quang có hơn 700 hecta vải, trong đó có khoảng gần 200 hecta vải sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để xuất khẩu đi các thị trường quốc tế. Diện tích vải này chủ yếu là vải chín sớm, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Đến nay, sắp xỉ 100% các trà vải đều đã ra hoa, đậu quả non, hứa hẹn một mùa vải bội thu. Năm nay dự kiến của Ủy ban dân xã này thì cũng mời tất cả các hộ đầu mối tiêu thụ vải đến để tức là làm cái công tác quán triệt và kêu gọi các cái doanh nghiệp trên địa bàn của cả nước và để tiêu thụ cái vải cho bà con nhân dân. Vui trước tín hiệu được mùa, nhưng người trồng vải Thanh Hà Hải Dương vẫn thấp thỏm lo âu cho đầu ra của trái cây đặc sản này. Huyện Thanh Hà đã chủ động chỉ đạo sản xuất để đảm bảo tiêu chuẩn cho vải tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Lường trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên Thanh Hà cũng đã chuẩn bị một số kịch bản để có giải pháp tiêu thụ cho người nông dân. Chúng tôi dự kiến là sẽ bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là tiếp tục duy trì cái vải xuất khẩu đảm bảo tiêu chuẩn đi các thị trường khó tính. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ dự kiến làm một số cái kênh mới để tiêu thụ khác với truyền thống trước, ví dụ như qua các cái hệ thống Zalo, Facebook và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đang nghiên cứu cái việc lập cái sàn giao dịch về tiêu thụ nông sản cho bà con. Toàn huyện Thanh Hà hiện có khoảng 3.500 hecta vải, trong đó có khoảng 1.500 hecta vải chín sớm, còn lại là vải đúng vụ và vải chín muộn. Toàn bộ diện tích vải Thanh Hà đã được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Trong đó khoảng 500 hecta đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 30 hecta đạt tiêu chuẩn Global Gáp. Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay, đảm bảo 100% hành khách khai báo y tế điện tử khi qua điểm kiểm tra soi chiếu an ninh tại các cảng hàng không. Các cảng hàng không cần quán triệt bộ phận an ninh soi chiếu khi phát hiện hành khách chưa khai báo y tế khi cần liên hệ với đại diện các hãng hàng không để hướng dẫn hành khách hoàn thành khai báo y tế theo quy định, đảm bảo 100% hành khách khai báo y tế điện tử khi qua điểm kiểm tra soi chiếu an ninh tại các cảng hàng không. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng nghị định quy định về trình tự thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện vận chuyển đường bộ qua biên giới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ Tư pháp, Ngoại giao và các bộ ngành địa phương có liên quan xây dựng dự thảo nghị định nêu trên theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
Việc xây dựng nghị định nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam với các nước, tạo sự công bằng, bình đẳng, ổn định giữa các loại hình vận tải quốc tế và trong nước, tăng cường hiệu quả thực thi các hiệp định, nghị định thư mà Việt Nam đã tham gia ký kết, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vận tải quốc tế và an toàn giao thông, tạo điều kiện để đơn vị kinh doanh vận tải liên vận, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thời báo Times Higher Education vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2021, trong đó có 606 cơ sở giáo dục đại học ở 48 quốc gia được xếp hạng. Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí số 1 Việt Nam thuộc nhóm 251-300 thế giới. Tiếp theo là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351-400 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trong nhóm 401-500. Trước đó, năm 2020 là năm đầu tiên 3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới. Điều này ghi nhận những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước. Tín hiệu vui cho du lịch Quảng Bình trong năm 2021 là tour thám hiểm Hang Sơn Đòn đến thời điểm này đã có gần 1.000 khách đăng ký tham quan. Lượng khách đăng ký tour thám hiểm này đã kín chỗ, chỉ còn trống 5 khách đăng ký tham quan vào tháng 8 năm 2021 trước khi tour này đóng cửa để tránh mùa mưa lũ. Tour thám hiểm Hang Sơn Đòn là tour mạo hiểm với mức độ mạo hiểm cấp 6 là cao nhất. Hiện tại, mỗi năm tỉnh Quảng Bình cấp phép cho 1.000 khách du lịch được thám hiểm Hang Sơn Đòn. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, mỗi chuyến thám hiểm chỉ đi được 10 khách du lịch. Khách tham quan tour cần có thể lực tốt để hoàn thành hành trình dài hơn 30 km trong 4 ngày 3 đêm với nhiều địa hình khác nhau. Hát sầm hay còn gọi là hát song là một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian. Tại Hà Nam, hội tụ những điều kiện như biển sông, bãi chợ, sân đình để hát sầm tồn tại. Vì thế, nghệ thuật hát sầm tại Hà Nam mang đặc trưng riêng sầm chợ. Người có công trong sưu tầm và truyền dạy các làn điệu hát sầm và mang nó trở lại đời sống xã hội tại Hà Nam chính là nhạc sĩ Phạm Trọng Lực. Thông qua việc ghi chép 28 bài hát sầm về Hà Nam được ghi chép từ cụ thân sinh Phạm Thị Vì và những bậc cao niên của khắp miền Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bàng. Đặc trưng của sầm Hà Nam chủ yếu là sầm chợ. Mỗi bài sầm gắn với một danh làng, danh xã của Hà Nam hay kể một câu chuyện của thôn quê hoặc là khắc họa một phong trào, một giai đoạn lịch sử nào đó. Sầm Hà Nam cũng như dân ca Hà Nam là cái nét đặc trưng của cái nền văn hóa vùng miền Hà Nam. Còn cái lối hát của Hà Nam, sẩm Hà Nam, nó cũng nằm trong cái lối hát sẩm chung là sẩm chợ hoặc là sẩm ba bậc. Nhưng của Hà Nam thì nó có một cái nét riêng là nó kể lể rất là sâu sắc về cái nỗi niềm của cái người dân vùng miền đấy. Cùng trong dòng chảy âm nhạc dân gian, hát sẩm ở Hà Nam chứa đựng nét đặc trưng trong các làn điệu riêng. Một bài hát sẩm trọn vẹn sẽ bao gồm các câu vìa, thường được ví như là phần dẫn dụ của câu chuyện. Nhạc cụ chủ yếu của sẩm Hà Nam cũng là nhị, là trống, xênh là những lời hát mộc mạc. Vậy nhưng điệu hát không bi ai, mà ngược lại rất lạc quan, yêu đời, mang một cái kết có hậu, viên mãn. Sẩm Hà Nam tôi thấy là nghe nó thấm thía, mà tôi thấy ngồi mà đàn cái lời hát của sẩm Hà Nam, tôi cảm thấy lương tâm đàn nó bay bổng lên. Trong những năm vừa qua thì Trung tâm Văn hóa thuộc tỉnh Hà Nam, chúng tôi tổ chức các cái lớp tập huấn và các cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mời các cái nghệ sĩ nhân dân rồi các cái nghệ nhạc sĩ, các cái nghệ sĩ hướng dẫn cho các cái câu lạc bộ cũng như là hướng dẫn cho các cái nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa thuộc tỉnh Hà Nam. Những năm gần đây, Hà Nam đã chú trọng công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của loại hình nghệ thuật dân tộc này trước nguy cơ bị thất truyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sầm để Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Hà Nam thực hiện. Đồng thời sẽ mời các nghệ nhân, nghệ sĩ trong tỉnh và ngoài tỉnh cùng các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ dân gian Hà Nam sưu tầm, biên soạn, truyền dạy và phổ biến các bài hát sầm theo các làn điệu cổ truyền cho các diễn viên và học sinh tiểu học ở các trường học trên địa bàn.
Mỗi khi xuân về có hoa ban nở trắng rừng xanh, núi uốn quanh mình, tải mây trắng xóa, suối tuôn trào, tạo khúc nhạc mùa xuân. Đó là ca từ trong bài hát Xuân Về Bản Cọ của nhạc sĩ Cẩm Bích, miêu tả hình ảnh hoa ban bung nở khoe sắc mỗi khi mùa xuân về. Núi rừng Tây Bắc khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, vẻ đẹp ấy đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao thế hệ nhạc sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm khung cảnh lãng mạn khi hoa ban khoe sắc trên các tuyến phố của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Từ giữa tháng 2, hoa ban bắt đầu nở. Đến tháng 3 là thời điểm hoa ban bung nở rộ nhất, khoe sắc trên khắp núi rừng Tây Bắc, tràn xuống tô điểm dọc các tuyến phố Tô Hiệu, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, quảng trường Tây Bắc, Vincom của thành phố Sơn La. Năm nay thời tiết nắng ấm là điều kiện thuận lợi để hoa ban khoe mình trên khắp những cánh rừng, sườn đồi, bên những bản làng và khắp các con phố, tạo nên khung cảnh lãng mạn, căng tràn sức sống mới. Trong tiềm thức của người dân Tây Bắc, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng son sắt thủy chung của lứa đôi trai gái, gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Cũng bởi vậy, bất cứ ai dù gái hay trai, ở mọi lứa tuổi đã không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc này. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp lễ hội mùa hoa ban được tổ chức thường niên của thành phố Sơn La phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên không vì thế mà hoa ban ngừng khoe sắc, làm sáng bừng khắp phố phường Sơn La. Trong những năm gần đây, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương luôn hoàn thành gieo cấy sớm. Có được kết quả này, ngoài chỉ đạo tập trung áp dụng cơ giới hóa, thì huyện đã chủ động cho chuyển đổi những diện tích sản xuất khó khăn tiêu thoát nước. Những năm trước đây, khu vực phía Tây của huyện gồm các xã Thọ Vinh, Phú Thịnh, Ngọc Thanh, Đồng Thanh thường có tiến độ gieo cấy vụ xuân chậm do thiếu nguồn nước để đổ ải. Ở vụ mùa, một số diện tích bị ngập úng tiêu thoát nước gặp khó khăn. Vì vậy, huyện Kim Động chỉ đạo ra soát quy hoạch các vùng đất trồng lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Khu vực cánh đồng ở vị trí này thì là ngày trước cây lúa thì có rất là khó khăn về cái nguồn nước, cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Cái mô hình này thì mình triển khai từ năm 2019. Qua thời gian nuôi trồng thì mình thấy cái hiệu quả kinh tế của gấp 10 lần cây lúa. Cái năng suất của cây lúa thì nó cũng sẽ không năng suất bằng những cây rau màu. Những cây màu ví dụ như chúng tôi trồng về cây dưa chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ trồng nếu như là vụ xuân thì nó rơi vào 50 ngày là chúng tôi đã được thu hoạch rồi. Đấy, thì nếu như cây lúa là nó chỉ được 2 vụ trong một năm, như chúng tôi trồng màu thế này thì sẽ phát triển được là 3 vụ trong một năm. Đến nay tổng diện tích chuyển đổi sang cây trồng hàng năm, cây lâu năm, chăn nuôi thủy sản của huyện Kim Động đạt gần 1.500 hectare. Riêng các xã gặp khó khăn về nguồn nước của huyện đã có gần 700 hectare được chuyển đổi, góp phần nâng cao giá trị canh tác lên trên 205 triệu đồng một hectare trên năm. Các cái vùng khó khăn về tưới tiêu thì chúng tôi sẽ chuyển đổi sang cái mô hình trồng cây ăn quả, và đặc biệt là một số mô hình mà chúng tôi muốn nhân rộng trong cái công tác chuyển đổi, nhân rộng cái mô hình hoa cây cảnh, chuyển đổi sang lúa cá. Huyện chúng tôi thì cũng xây dựng cái đề án. Trong đó thì huyện cũng sẽ hỗ trợ, đặc biệt là ví dụ là sẽ hỗ trợ cái kinh phí làm đường ra đồng, cũng như là một số cái nội dung hỗ trợ phân bón cho bà con trong cái việc chuyển đổi mô hình. Thực tế cho thấy nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến những vùng khó khăn thành lợi thế trong sản xuất nông nghiệp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh hạn vụ xuân như ở huyện Kim Động là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết nhằm hạn chế thiệt hại, thuận lợi thực hiện cơ giới hóa. Đồng thời, giảm chi phí sản xuất, đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất lúa. Đang là cao điểm mùa khô 2021 ở tỉnh Lai Châu, chung với tập quán đốt nương để trồng nông nghiệp của bà con vùng cao. Vì thế, việc người dân đốt nương để trồng cây đang tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng cao.
Từ đầu mùa khô năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 5 vụ cháy rừng tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Đặc biệt, vụ cháy rừng ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vào ngày 26 tháng 2 gây thiệt hại 30 hectare, phải huy động gần 1.000 người để dập lửa. Nguyên nhân là do một hộ gia đình đốt nương để trồng trọt, lửa lan nhanh chóng gây cháy rừng. Bà con vùng cao ở Lai Châu vẫn duy trì thói quen đốt nương rẫy vào thời điểm sau Tết Nguyên đán. Hầu hết diện tích nương rẫy này đều giáp xanh với những cánh rừng phòng hộ nên tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng cao. Để đảm bảo phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng thì trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban xã đã tuyên truyền đến với bà con dân bằng rất nhiều hình thức. Thứ nhất là tuyên truyền bằng loa phát thanh của bản. Thứ hai là tuyên truyền bằng cái hội nghị họp bản, họp dân, tăng cường xuống các bản, khu phố, tham mưu cho ủy ban các xã, thị trấn để tăng cường lực lượng trực các cái điểm nóng có khả năng xảy ra cháy rừng và thường xuyên tuyên truyền xuống các bản về công tác đốt nương làm rẫy của bà con dân và khuyến cáo bà con dân là không đốt nương làm rẫy vào những ngày nắng nóng kéo dài như thế này. Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy rừng trước, Chi cục Kiểm lâm Lai Châu đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn bà con đốt nương vào thời điểm phù hợp, buổi sáng trước 10 giờ, buổi chiều đốt sau 18 giờ để đảm bảo an toàn khi đốt nương. Trước khi đốt nương phải thông báo để trưởng bản nắm tình hình và cử người theo dõi giám sát. Lực lượng kiểm lâm cũng đã có những chỉ đạo, có những văn bản chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện thì rồi thì chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, đó là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho bà con, đó là hướng dẫn cái công tác đốt nương làm rẫy của bà con. Còn này là đốt nương thì phải đốt vào những cái thời điểm an toàn, như là về buổi sáng thì phải đốt trước 10 giờ sáng, còn đến buổi chiều thì phải đốt trước sau 16 giờ. Và khi đốt thì các chủ hộ đốt nương thì cần phải có cái thông báo cho trưởng thôn bản và cử người giám sát. Ngay từ đầu mùa khô hanh 2020-2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, từ đó xác định vùng trọng điểm cháy để các huyện có biện pháp xây dựng phương án tổ chức cho nhân dân, chủ rừng chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, mặt khác tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tự giác ký hương ước, quy ước bảo vệ rừng nhằm hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bên cạnh đó, các huyện trong tỉnh duy trì 40 chốt canh gác tạm thời và 15 chốt gác kiên cố tại cửa rừng thuộc các xã tiếp giáp với tỉnh Lào Cai để kiểm soát người ra vào rừng, phát hiện kịp thời các đám cháy để dập tắt. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Hồ C, sinh năm 1964, thường trú tại phường 4, và bị cáo Đỗ Thị Đông, sinh năm 1956, thường trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cáo trạng chỉ rõ, đầu năm 2013, bà Trần Sa Nghĩa, quốc tịch Anh, mua một căn nhà ở C5, khu quy hoạch Viện Nghiên cứu Hạt nhân, phường 11, thành phố Đà Lạt. Bà Nghĩa đã nhờ người bạn là chị Công Huyền Tôn Nữ Thiên Phụng tạm thời đứng tên chủ sở hữu. Đồng thời, bà Nghĩa nhờ Hồ C làm giúp các thủ tục để bà Nghĩa được đứng tên chủ sở hữu căn nhà. Sau khi hoàn tất các thủ tục đứng tên chủ sở hữu, bà Nghĩa ủy quyền cho Hồ C thay mặt mình nhận giấy tờ nhà đất C5. Tuy nhiên, Hồ C đã đi photo màu thành 3 bản, rồi giao cho bà Nghĩa một bản photo màu, hai bản photo màu và bản chính Hồ C cất giữ. Sau đó, Hồ C đã chủ động tìm gặp bàn bạc với Đỗ Thị Đông, thay đổi hình ảnh trong giấy chứng minh nhân dân Đỗ Thị Đông vào giấy chứng minh Nghĩa để thế chấp căn nhà C5, vay tiền của ngân hàng với tổng số 2,6 tỷ đồng. Hồ C đưa cho Đỗ Thị Đông 250 triệu đồng, số tiền còn lại Hồ C sử dụng. Cũng tại thời điểm nói trên, do đang nợ tiền của anh Vũ Trọng Sang, phường 6, thành phố Đà Lạt, nên Hồ C bàn bạc với Đỗ Thị Đông ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà C5 cho anh Sang để anh Sang tin tưởng cho vay 300 triệu đồng. Hồ C sử dụng 250 triệu đồng, còn Đỗ Thị Đông sử dụng 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng. Xét thấy hành vi và tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hồ C mức án 20 năm tù giam và Đỗ Thị Đông 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời buộc các bị can phải bồi thường tổng số tiền đã chiếm đoạt trước đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.